Hello xin chào các bạn chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 13 tháng 5 à, thứ sáu tuần vừa rồi á, thì chúng ta được chứng kiến vận động tương đối là ít trong cái đồng đô la Mỹ cũng như là các cái cặp tiền tệ chính mọi người có thể nhận thấy rằng là chỉ số DXY gần như cũng chỉ giao dịch loanh quanh trong một cái phạm vi tương đối là khá là hẹp mà thôi đúng không ạ và các cái cặp tiền tệ chính thì uh, không tính cặp tiền USD CAD có cái biến động tương đối là mạnh liên quan đến cái tin tức cơ bản á thì các cái cặp tiền tệ còn lại gần như là gần như là không biến động chúng ta nhận thấy USD JPY đúng không ạ Uh, gần như là chỉ trading sideways trong phạm vi khoảng chừng 30 pip mà thôi, hay là các cái cặp tiền tệ khác, thí dụ như EURUSD cũng tương tự như vậy. Chúng ta nhận thấy cái biến độ uh, là rất là nhỏ. Sở dĩ có cái sự biến động rất là ít như thế này, ấy. đó chính là theo như cái đánh giá của mình á, thì đó là có một cái sự phân kỳ hay là một cái sự không đồng thuận uh, giữa cái yếu tố cơ bản cũng như là yếu tố kỹ thuật. Uh, về mặt yếu tố kỹ thuật, thì mọi người biết rằng là vào À, trên cái chỉ số DHI này á, chúng ta đã từng cập nhật rằng là à, chỉ số này có thể có khả năng sẽ còn tiếp tục giảm Sau khi mà test trở về cái khu vực kháng cự là 105.6 đúng không ạ Chúng ta đã từng à, đề cập đến cái điều này trong các cái bản tin cập nhật gần đây Và à, DHI sau khi đụng đến cái vùng kháng cự này á, thì đã giảm xuống khá là mạnh Nhìn trên biểu đồ H1 chúng ta cũng nhận thấy rằng nó là gì ạ cái xu hướng ngắn hạn là thật sự đã bị cái xuống tăng ngắn hạn đã bị break out đúng không ạ đã bị break out theo chiều hướng đi xuống nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì chỉ chết đi sideways này mà thôi và nhìn biểu đồ này á, thì mạng vẫn mang dáng dấp của một cái biểu đồ đó là gì nhỉ đó là một cái xu hướng giá xuống bởi vì sao bởi vì trước đó trước khi mà một cái break out lớn diễn ra chúng ta biết rằng đây là cái đường mình xin lỗi mình chúng ta kể lại cái đường chân lai like nha chúng ta nhìn thấy trên H4 ấy một cái xu hướng lớn đã bị break out sau khi mà nó forming một cái mẫu hình gọi là M formation đúng không một cái mẫu hình hai đỉnh một cái mẫu hình hai đỉnh giá rất xuống retest và đi xuống thì đây rõ ràng là một cái cấu trúc của một cái uh, sự giảm giá nhưng cho đến cái thời điểm vào cái ngày thứ sáu á thì cái xu hướng xuống này không có được xác nhận bởi các cái yếu tố cơ bản và liên thị trường về yếu tố lên thị trường thì thấy rất là rõ chúng ta có thể nhìn thấy yếu tố về lợi tức trái phiếu đúng không ạ lợi tức trái phiếu sau khi breakout cũng breakout cái xu hướng tăng giá nha rớt xuống thì lại forming một cái mẫu hình tăng giá đó chính là một cái w formation đúng không ạ một cái w formation tất nhiên thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có confirm nhưng có vẻ như uh, nhìn cái Uh, hướng đi của nó hiện tại ấy, thì có vẻ như cái khả năng confirm cũng rất là cao. Từng cơn nghĩa là xác nhận, có nghĩa là khi mà cái US, US uh, cái lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm này ấy, mà tăng vượt quá cái đường viên cổ chúng ta thấy ở đây, thì có thể là cái xu hướng tăng giá sẽ được xác nhận trở lại trên biểu đồ của lợi tức trái phiếu. Và chúng ta biết rằng lợi tức trái phiếu là một trong những yếu tố dẫn dắt cho hướng đi của đồng đô la Mỹ. Lợi tức trái phiếu kỳ hạn hai năm cũng tương tự như vậy. Chúng ta nhận thấy rằng là sau khi breakdown đúng không ạ, sau khi breakdown down theo chiều hướng đi xuống thì có vẻ như chúng ta đã từng nghĩ rằng nó là US02 đã retest xong rồi đúng không ạ? Right Breakdown down này retest với một cái cây nến đi xuống khá là mạnh đúng không ạ? Trước khi cái ngày thứ sáu vừa diễn ra nhưng không đến thứ sáu thì chúng ta nhận thấy giá lại tăng tiếp tục tăng trở lại và vượt quá cái đỉnh cũ. Cho nên mà nói nếu như nhìn vào hướng đi của uh, lợi tức trái phiếu thì có vẻ như đồng đô la Mỹ không thật sự quá là bird giống như cái biểu đồ kỹ thuật mà nó có, nó có ở đây. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng truyền thông hay là CNBC thì lại đang bắt đầu giật những cái tít mà theo cái chiều hướng có thể cứng rắn trở lại cho đồng đô la Mỹ rồi. Thì theo như cái tiêu đề ở đây chúng ta thấy rằng đó là gì Lạm phát thì đang chậm lại. Ờ, tức là cái ở, họ có lý giải những cái lý do về cái việc lạm phát có thể sẽ tức là cái tốc độ giảm chậm trở lại của lạm phát có thể sẽ chậm trở lại. Cái tốc độ giảm của lạm phát ấy có thể sẽ chậm trở lại à, Với ba cái tiêu điểm chính đó là gì ạ Cái yếu tố cơ bản mà gây ra cái làm cho cái uh, giá giảm hay là lạm phát giảm trong cái thời gian vừa qua ấy, Là đến từ cái yếu tố chậm lại trong cái chi tiêu dùng uh, của cá nhân đúng không ạ Thế nhưng nhìn vào những cái dữ liệu uh, trong cái đầu năm 2024 này ấy, thì họ lại thấy rằng đó là gì ạ uh, Mặc dù rằng là một nửa số cái người dân được báo cáo rằng là họ đang ở trong cái tình trạng uh, Uh, tình trạng uh, tài chính tồi tệ nhất trong vòng 5 năm qua. Thế nhưng mà họ vẫn đang ý là vẫn đang chi tiêu dùng mạnh đúng không ạ? Hay là cái doanh số bán lẻ thì đã tăng 2,1% tính theo cái kỳ gọi là kỳ tính theo năm trong cái quý 1 của năm 2024 vừa rồi và chúng ta đã chứng kiến cái sự tăng uh, trưởng trong cái doanh số bán lẻ của cái tháng uh, 2 và cái tháng 3. Tức là gì ạ? Những cái yếu tố mà gây ra lạm phát giảm trong thời gian qua thì đang có cái xu hướng uh, tăng trở lại cụ thể là cái chi tiêu dùng cá nhân cũng như là cái doanh số bán lẻ thành ra mà nói thì có thể rằng là cái tốc độ giảm của lạm phát sẽ chậm lại trong những cái À, ngày tới đây và điều đó thì đương nhiên sẽ hỗ trợ cho một cái kịch bản đồng đô la Mỹ có thể sẽ đi lên đúng không? Cho nên rằng là nếu như nhìn vào các cái yếu tố cơ bản của thị trường hiện tại cũng như kỹ thuật hiện tại thì có thể chỉ số DXY &E sẽ khó có một cái hướng đi bứt phá theo chiều hướng đi lên hay đi xuống, tại vì nó không có ăn khớp giữa yếu tố cơ bản lên thị trường cũng như là kỹ thuật. Trong cái bối cảnh đó thì cái chiến lược giao dịch của chúng ta chỉ là scalping ngắn hạn mà thôi và thậm chí có thể sẽ không giao dịch những cái cặp tiền tệ chính trong bối cảnh đồng đô la Mỹ không có rõ xu hướng như này mà thay vào đó cặp rồi, chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội giao dịch trên các cái cặp tiền tệ chéo. Thí dụ như vào cái ngày thứ sáu thì mình có gửi đi cái tín hiệu mua lên trên cái cặp tiền EUR CAD. Chúng ta nhận thấy rằng là tỷ giá chạy khá là tốt EUR CAD. Chúng ta mua từ cái mức 1.47, loanh quanh 1.47 tới phía bên dưới này, đúng không ạ? Sau khi cái tin tức được phát hành thì giá hiện tại đã đang tăng trở lại. Cũng tương tự như vậy, ngày hôm nay chúng ta có thể sẽ tập trung vào một số các cái gặp tiền tệ chính. À, xin lỗi các gặp tiền tệ chéo nếu như mà các cái gặp tiền tệ chính này không có những cái cơ hội giao dịch nào cụ thể. Trên biểu đồ của cặp tiền Uh, EURUSD, mọi người có thể nhận thấy rằng là giá đang trong trạng thái trading sideways và với cái uh, lịch sự kiện hôm nay cũng khá là vắng vẻ, đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy không có nhiều thông tin, chỉ có một cái thông tin hết sức khá là quan trọng của đồng đô la New Zealand đó chính là cái báo cáo kỳ vọng lạm phát mà thôi. Còn lại các cái cặp tiền tệ khác á, thì không có nhiều uh, các cái tin tức quan trọng được lên lịch sự kiện, đúng không ạ? Cho nên rằng là có thể sẽ tiếp tục trading sideways trong <laughs> những cái ngày tiếp theo. Đối với EU, chúng ta có thể chuyển xuống cái time frame thí dụ như mười 15 phút tìm kiếm những cái cơ hội mua lên bán xuống trong ngày đúng không ạ à, anh chị em có thể chuyển xuống time frame m 15 lăm à, tìm kiếm những cái cơ hội ví dụ như trading sideways trong phiên đá phiên đầu đúng không ạ à, break down trong cái phiên đầu đầu phiên mỹ tạo ra w formation chúng ta có thể kích hoạt cái vị thế mua lên ngược lại cũng có thể linh động theo chiều hướng bán xuống nếu như trading sideways trong phiên này break down, break out theo cái chiều hướng break out theo cái chiều hướng quét qua cái mức cao của cái ngày thứ sáu đúng không ạ tạo ra em formation thì chúng ta cũng có thể xem xét kích hoạt cái vị thế bán xuống nhớ là chỉ là scalping ngắn hạn đây nha uh, GBP USD chúng ta nhận thấy rằng là vào thứ sáu cũng rất là ít biến động mà thôi đúng không ạ tuy nhiên biểu đồ của GBP USD thì bullish hơn so với lại uh, EU đúng không ạ lý do là chúng ta nhận thấy rằng là uh, sau cái kỳ họp của BOE vào tuần trước chúng ta đã từng có cái tín hiệu mua lên trong cái uh, cái mẫu hình W formation đấy rồi đúng không ạ vị thế vẫn đang duy trì khá là tốt thì chúng ta nhận thấy rằng là một W formation hình thành tại, tại đúng strong support có thể sẽ đẩy cái cặp tiền GBP này còn theo cái chiều hướng đi lên từ cái thái độ tương đối là cứng rắn của ngân hàng trung ương Anh vào cái ngày uh, vào cái ngày thứ năm cái kỳ họp vào cái ngày thứ năm tuần trước đúng không ạ? Cho nên rằng với đồng bảng thì chúng ta có thể sẽ kỳ vọng vẫn còn theo chiều hướng đi lên và hướng về cái khu vực kháng cự cũ là 1.26 này nha với đồng bảng chúng ta ưu tiên cơ hội mua hơn là cơ hội bán mặc dù scalping ngắn hạn thì vẫn có thể sẽ có cơ hội bán xuống trong ngày nha ba đồng tiền hàng hóa đô la úc à, đô la New Zealand đối với đô la New Zealand có thể ngày hôm nay sẽ biến động khá là lớn vì có một cái báo cáo quan trọng à, báo cáo lạm phát quan trọng đúng không ạ và nếu như đô la New Zealand có thể break out được cái khu vực kháng cự 0.6040 này á, thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái cơ hội mua lên còn nếu như à, giá spy up và tăng lên đây nhưng lại để lại cái mẫu nến pin 3 từ đại đây á hoặc là bearish engulfing như thế này á thì chúng ta có thể sẽ kích hoạt cái vị thế bán xuống đối với đô la New Zealand nha lý do là tại vì xu hướng của đồng đô la Mỹ hiện tại cũng không thật sự quá là chắc chắn theo chiều hướng tăng hay là giảm đúng không ạ à, với USD CAD thì mọi người có thể nhận thấy rằng là <laughs> đồng Canada đang khá là yếu lý do là thị trường dầu có cái sự giảm giá vào cái ngày thứ sáu mọi người nhìn thấy ở đây rằng nó là gì ạ sau khi mà break out chúng ta nghĩ rằng dầu có thể sẽ còn tiếp tục đi lên nữa nhưng mà không đúng không ạ chúng ta nhận thấy vào cái ngày thứ sáu á thì break out và sau đó lại đi xuống khá là mạnh không cái bán mạnh của cái ngày thứ sáu này nó không mang dáng dấp của cái retest đúng không ạ retest thông thường là những cái cây nến nhỏ tức là sau break out có retest nhưng cái cây nến này á, thì giảm quá là mạnh cho nên rằng là cái kịch bản dầu có thể sẽ còn tiếp tục đi xuống nữa và liệu rằng có thủng cái phùng 77 đô la một thùng này không á thì chúng ta cũng chưa biết được nhưng mà cái khả năng có thể dầu sẽ còn chịu cái áp lực trong những ngày tới và điều đó thì làm suy yếu đồng Canada. Chúng ta nhận thấy rằng nó là gì? ạ Là một cái mẫu nến bullish engulfing hình thành vào cái ngày thứ sáu tại đúng cái vùng hỗ trợ 1.36. Cho nên đối với USD CAD có thể sẽ có thêm những cái ngày tăng giá nữa nha. Uh, USD CAD, mọi người có thể nhận thấy rằng là gì? Cũng tương đối là ít biến động vào ngày thứ sáu mà thôi. Nhưng mà hiện tại á thì lại đang có thể sẽ hình thành một cái mẫu nến đó là W formation đúng không ạ? Nếu như breakout được cái mức 0.9075 này á thì sẽ là confirm cho một cái mô hình tăng giá. Và nếu như thế chúng ta có thể sẽ tiếp tục ưu tiên cái cơ hội mua lên hướng về cái đỉnh cũ là 0.91 này nha. Ở ờ, thị trường vàng thì sao? Anh chị em có thể nhận thấy rằng đó là gì ạ? Vàng sau khi breakout cái mô hình ở uh, wave pattern chúng ta thấy ở đây á thì vẫn đang duy trì cái động lực tăng khá là tốt và nhìn biểu đồ này á thì mình có kỳ vọng có thể vàng sẽ quay trở lại kiểm chứng cái khu vực hỗ trợ à, 2.350 điểm này nếu như ở vùng này mà ngày hôm nay có thể xuất hiện được các cái tín hiệu mua lên ví dụ như long pin ba hay là bullish engulfing ở tại đây á thì chúng ta có thể sẽ tìm kiếm các cái cơ hội mua lên và cái target sẽ hướng về cái đỉnh cũ là 2.420 điểm đây nha thì trên đây là bản tin cập nhật thị trường ngày 13